Minh Vy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với phần 2 của chương trình Tin Sáng. Xin mời quý vị cùng với Minh Vy cập nhật một số thông tin nổi bật ở khu vực châu Á. Thưa quý vị, sau 6 tháng tạm giam, tòa án trung tâm quận Seoul đã tuyên án 5 năm tù đối với thái tử Samsung JY Lee với tội danh hối lộ. JY Lee là một trong những người thừa kế tập đoàn gia đình lớn nhất thế giới Samsung, bị tạm giam từ tháng 2 năm 2017 với tội danh hối lộ của Tổng thống Park Geun-hye, nhằm mục đích giúp tập đoàn này có thể giữ được vai trò kiểm soát, quản lý đối với công ty con của mình là Samsung Electronics. Công tố viên đã đề nghị mức án 12 năm tù cho ông JY Lee. Dù vậy, ông Lee vẫn nhất quyết phủ nhận toàn bộ những tội danh do phía công tố viên nêu ra. Bản án 5 năm tù giam do phía hội đồng xét xử tòa án trung tâm quận Seoul đưa ra lần này được đánh giá là bản án nặng tay nhất mà tòa án Hàn Quốc từng đưa ra đối với các lãnh đạo tập đoàn ở nước này từ trước đến nay. Hiện tại, cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng đang trong quá trình điều tra và bị tạm giam từ hồi cuối tháng 3 do liên quan đến hối lộ và lạm dụng quyền lực. Dự kiến tòa sẽ tiến hành tuyên án đối với bà Park vào tháng 10 năm nay. Mới đây, cơ quan điều tra của Trung Quốc đã bắt đầu điều tra 3 tập đoàn công nghệ của Trung Quốc gồm có WeChat, Baidu và Weibo do nghi ngờ đã phá vỡ luật an ninh mạng nghiêm ngặt do chính phủ Trung Quốc đặt ra. Theo như cơ quan điều tra, người dùng trên tất cả các trang mạng này đã và đang lan truyền những khẩu hiệu như bạo lực, kinh hoàng, tin đồn sai lệch, khiêu dâm. Chính quyền Trung Quốc coi đây là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và an toàn của người dân Trung Quốc. Đây cũng là những hành động mới nhất của chính phủ Trung Quốc nhằm chống lại sức mạnh của những công ty công nghệ hàng đầu từ quốc gia này, bởi chính phủ nước này luôn có những biện pháp nghiêm ngặt trong lĩnh vực kiểm soát và kiểm duyệt nội dung mạng. Trước đó, nhiều công ty đã bị cơ quan chức năng yêu cầu phải lập tức xóa sạch và điều chỉnh lại nội dung trên những nền tảng dịch vụ online của họ. Các biện pháp giám sát mạng xã hội sẽ được siết chặt hơn nữa trước thềm đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào cuối năm 2017. Trong phiên tòa tuyên án ngày hôm qua, cựu thủ tướng Thái Lan bà Yingluck Shinawatra đã không xuất hiện. Ngay sau đó, tòa án tối cao Thái Lan đã ban lệnh bắt khẩn cấp bà Yingluck và dời ngày tuyên án tới ngày 27 tháng 9. Theo dự kiến, cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra bị cáo buộc với tội danh trong vụ án làm thất thoát hàng tỷ đô la Mỹ của chính phủ Thái Lan sẽ phải có mặt tại tòa trong buổi tuyên án ngày 25 tháng 8, song bà Yingluck đã vắng mặt. Theo thẩm phán, cựu thủ tướng Yingluck đã yêu cầu dời ngày tuyên án do bị ốm và thính giác có vấn đề. Tuy nhiên, tòa án lại nghi ngờ rằng bà Yingluck đã lẩn trốn hoặc đào tẩu ra nước ngoài. Hiện tòa án tối cao đã ban hành lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Yingluck. Bà Yingluck phải đối mặt với án tù 10 năm vì tội danh làm thất thoát 8 tỷ đô la Mỹ của nhà nước trong chương trình trợ cấp giá gạo cho nông dân. Bà Yingluck đã phủ nhận tội danh trên. Hàng trăm người đã biểu tình trước cửa tòa án trong buổi sáng tuyên án ngày 25 tháng 8. Tòa án tối cao quyết định sẽ dời ngày tuyên án tới 27 tháng 9 sau khi bắt được bà Yingluck. Hãng sản xuất ô tô Hyundai Motor hiện đang đưa kế hoạch sản xuất dòng ô tô điện hạng sang vào trong chiến lược kinh doanh của hãng. Đây là bước đi mới nhất của Hyundai trong cuộc đua với các đối thủ của hãng Tesla và các đối thủ khác. Cũng giống như Toyota, Hyundai đã gặt hái được những thành công bước đầu trong việc sản xuất pin nhiên liệu, được coi là tương lai của các loại phương tiện thân thiện với môi trường. Với Toyota, hiện tại hãng đang nghiên cứu sâu hơn về việc sạc pin cho những chiếc ô tô này làm sao nhanh nhất có thể và chạy trên được những chặng đường dài. Hyundai đang lên kế hoạch giới thiệu dòng xe hạng sang Genesis của hãng chạy bằng điện vào năm 2021 với tần suất sạc điện là 500 km một lần. Đồng thời hãng cũng sẽ giới thiệu phiên bản dòng xe thể thao nhỏ gọn SUV vào nửa đầu năm 2018 và xe phải sạc pin sau quãng đường là 390 km. Liên tiếp xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin khác. Ngành công nghệ thông tin điện tử Việt Nam cung cầu vẫn còn lạc hướng. Lần đầu có dự thảo nghị định sản xuất hữu cơ, doanh nghiệp nửa mừng nửa lo.